Xin chào các anh chị, tiếp tục trong series video nói về kinh nghiệm sale, những kỹ năng cần thiết, những kiến thức cần thiết và những công cụ cần thiết để giúp anh chị trở thành một kinh nghiệm sale, một vua bán hàng và một người bán hàng giỏi nhất. Series này, video này thì sẽ nói về bài học là 10 cách để giúp các anh chị định vị thương hiệu bản thân và những công cụ để giúp các anh chị có thể định vị được thương hiệu bản thân. Ví dụ như là cách thứ nhất là chúng ta có thể trở thành những người mà có thể viết các cái chuyên mục tạp chí báo chí mà khách hàng quan tâm. Đó, ví dụ như vậy, chẳng hạn như là bạn làm online marketing đúng không ạ, thì bạn phải viết về online marketing, bạn viết, bạn đưa lên website của bạn, bạn đưa lên blog của bạn, bạn đưa lên Facebook, bạn đưa lên fanpage, bạn đưa lên group, thì những cái công cụ tôi vừa liệt kê đó cũng chính là những công cụ mà chúng ta sẽ làm, đúng không? Chúng ta viết thì chúng ta phải có chỗ mà đăng đấy, là tạp chí giấy đúng không ạ, hay là những cái bài trả lời phỏng vấn chuyên môn trên truyền hình, trên báo chí. Đó chính là cái cách chúng ta xây dựng cái định vị bản thân của chúng ta. Ví dụ như tôi thường làm, các bạn search Phan Anh Marketing ra thấy rất là nhiều trên đài truyền hình, trên báo chí, viết sách. Thế thì rồi chúng ta có thể tạo ra những cái cuốn sách hoặc là những cái cuốn sổ tay để giúp cho khách hàng mà làm cho công việc của họ trở nên tốt hơn. Ví dụ như là bạn bán du học đúng không ạ, thì bạn có thể tạo ra những cái cẩm nang du học về du học Mỹ, cẩm nang du học Hàn, cẩm nang du học Nhật đúng không ạ, hướng dẫn chi tiết từng đường đi nước bước, cách thức để lấy học bổng vân vân. Thậm chí bạn có thể phát hành với giá rất là rẻ hoặc là free bản PDF của bạn. Sau đó thì bạn sẽ giới thiệu về công ty, giới thiệu về con người bạn và giới thiệu về cái khả năng của bạn, thì rất có thể sẽ có khách hàng sẽ tìm đến bạn đúng không ạ. Thứ ba nữa là các bạn có thể sử dụng các cái email marketing bằng cách là thường xuyên gửi những cái email cho khách hàng hàng tuần hoặc hàng tháng dưới cái dạng newsletter, rằng là bạn đã biết thông tin gì chưa, chúng tôi có cái này, chúng tôi có cái khác đúng không. Đấy chính là cái cách mà người ta vẫn thường làm đấy. Thế thì người ta có thể xây dựng các cái diễn đàn, các group Facebook đúng không ạ, hoặc là phát triển các cái fanpage, phát triển những cái app đúng không ạ, để cung cấp những cái thông tin và lời khuyên dành cho khách hàng. Ví dụ như là có những cái trang nó chuyên về tips, một số những thủ thuật này khác thì người ta, khách hàng người ta gặp phải thì người ta sẽ tìm thấy. Tiếp tục đấy là chúng ta có thể là đăng những cái thông tin lên những cái trang và những cái phương tiện mà có khách hàng thường xuyên xem đúng không. Ví dụ như trên báo chí thì VN Express chẳng hạn đúng không ạ, nó có một cái mục về giáo dục, thì hãy ký hợp đồng, hãy tìm cách để mà chúng ta sẽ đưa các cái bài chuyên môn của chúng ta lên trên VN Express đúng không ạ, vào mục giáo dục đó. Thế tôi nói giả sử như vậy đúng không, có nhiều cách để định vị mà, có nhiều công cụ để định vị mà đúng không. Đấy, chúng ta có thể lập danh sách các cái khách hàng tiềm năng và các khách hàng thường xuyên mà làm việc với chúng ta, bao gồm là số điện thoại, email, Facebook của họ đúng không, để chúng ta làm gì, chúng ta gửi những cái lời khuyên đến cho họ đấy. Ví dụ như là các bạn bán một cái máy xay sinh tố, một cái máy ép nước hoa quả, bán xong rồi thì các bạn chăm sóc khách hàng như thế nào? Thì bạn chăm sóc khách hàng bằng cách bạn sản xuất những cái video nói về cách là cái quả này với cái hoa kia ép vào nhau tạo ra một cái thứ đồ uống tốt cho sức khỏe, giảm cân hay tăng cân, hay là tốt cho tim mạch đúng không ạ. Mình hướng dẫn như vậy có thể bằng video hoặc bằng hình ảnh, sau đó mình đăng lên website của công ty, sau đó mình gửi cái đường link đó cho khách hàng, họ vào họ xem, họ thấy là như vậy họ sử dụng hữu ích cái sản phẩm của họ và họ cũng yêu mến người bán hàng là chính mình. Thì sau này khi mà người ta có mua thêm các sản phẩm khác thì người ta cũng sẽ nghĩ đến mình, thì mình chăm sóc khách hàng rất tốt, hoặc là cái sản phẩm đó hỏng thì họ vẫn tiếp tục mua cái sản phẩm mới của chính chúng ta, có đúng không ạ? Thì đấy là ý tôi muốn nói là cái lời khuyên như vậy, được chưa? Và chúng ta có thể tham gia vào các cái ban điều hành, hội nghị, các cái hội đồng hay là các cái tổ chức mà có liên quan đến khách hàng mục tiêu. Đấy, ví dụ như là các bạn là khách hàng của các bạn là chính thức doanh nhân thì hãy bắt tay với VCCI, hãy tìm cách nào đó đúng không ạ để bắt tay với VCCI. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ tổ chức các cái hội thảo, hội nghị với tư cách là diễn giả, với tư cách là ban tổ chức, với tư cách là khách mời chúng ta tham gia. Thì những cái phần này sau này thì trong các cái kênh bán hàng giúp các bạn tiếp cận khách hàng nó có khoảng độ hơn 40 kênh, thì tôi cũng sẽ nói lại những cái câu chuyện này, nó cũng lặp lại đâu đó một chút. Thì đây là cái cách mà chúng ta đang định vị thương hiệu cá nhân.
đúng không ạ? Chúng ta có thể là mở kênh YouTube. Ví dụ như tôi, Phan Anh, là có một cái kênh YouTube là PA Marketing, và PA là tên tôi, Phan Anh PA Marketing. Các bạn vào YouTube các bạn tìm thì các bạn sẽ thấy có khoảng độ hiện nay đang có khoảng 250 video nói về chuyên môn về marketing, về bán hàng. Ví như là Facebook, như là Google AdWords, như là Sale, như là F&B, như là Fashion, như là khởi nghiệp. Thì khách hàng người ta nhìn vào đấy, người ta sẽ thấy đẳng cấp, người ta sẽ thấy cái sự tiếp cận của người bán hàng rất là đa dạng, đúng không ạ? Đem lại những cái giá trị hữu ích cho họ. Thì đó chính là cái cách chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân, được chưa? Đấy. Thế rồi thì chúng ta có thể tài trợ cho các cái hoạt động của chính khách hàng. Ví dụ như là chúng ta có thể tham gia vào những cái hội phụ nữ, nếu như khách hàng của chúng ta là phụ nữ, để chúng ta thúc đẩy cái công việc kiếm tiền của họ, thúc đẩy cái cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Thì đấy chính là cái cách chúng ta cũng làm PR cho thương hiệu và cho chính bản thân, nếu mà chúng ta là cá nhân sale, đúng không? Đấy, thì chúng ta cũng có thể là bán chéo với các cái khách hàng. Ví dụ như là một sale ô tô thì hãy bắt tay với một sale bất động sản, một sale bất động sản thì hãy bắt tay với một sale ô tô, để chúng ta đem khách đến cho nhau, chúng ta chia sẻ. Và cái định vị bản thân rõ ràng nhất đó là định vị về chuyên môn và định vị về uy tín. Chúng ta nói một lời ra nó phải giữ lời, đúng không ạ? Chúng ta viết bài thì nó phải dựa trên những cái tinh thần nó hoàn toàn là chuyên môn của chính chúng ta, không được đi copy, không được sao chép, đúng không ạ? Và chúng ta hãy suy nghĩ về cái sự khác biệt, làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn. Ví dụ như là tất cả mọi người cùng viết bài về một cái chủ đề X thì cái quan điểm của bạn là gì? Có tốt hơn quan điểm của họ không? Có mới mẻ hơn không? Chứ không phải mình để đi copy, mình đăng lại. Hay là cùng làm video trên YouTube thì người ta sẽ làm những cái video rất là úi sùi, quay màn hình nói mấy câu trông nó rất là nhếch nhác. Thì bạn hãy đầu tư làm như tôi, đúng không ạ? Làm studio, ăn mặc rất đẹp, rất nghiêm túc, rất sang trọng như thế này để thể hiện sự tôn trọng của bạn với khách hàng, để thể hiện cái đẳng cấp, cái định vị của bạn, có đúng không ạ? Và bạn định vị bạn là ai thì bạn hãy theo đuổi những cái chuyên môn về lĩnh vực đó, đừng viết những cái lĩnh vực khác. Đấy. Ví dụ như tôi làm về online marketing thì tôi sẽ chỉ viết về online marketing, chỉ viết về business, chỉ viết về truyền thông. Tôi sẽ ít khi hoặc hiếm khi hoặc không viết về những chuyện tình yêu, hôn nhân, giới tính, tôi lấy ví dụ thế. Hay là tôi cũng ít khi viết nói về những vấn đề đạo đức này nọ. Đó, thì đó chính là cái cách chúng ta sẽ định vị sâu và đi vào một cái line, một cái đường thẳng để tiếp cận với khách hàng. Còn tất nhiên chúng ta vẫn có thể lan man chúng ta vui vẻ được, nhưng mà tôi không thích cái cách như vậy, đúng không ạ? Và còn tùy các anh chị. Thế còn về cái định dạng để thể hiện thì nó có thể thông qua bài viết, nó có thể thông qua hình ảnh, nó có thể thông qua infographic, nó có thể thông qua video, nó có thể thông qua livestream, nó có thể thông qua là những cái sự tương tác, đúng không ạ? Và các công cụ thì các bạn thấy rồi, Facebook thì có Facebook cá nhân, fanpage, group, đúng không ạ? Web đấy, thì chúng ta có web hoặc blog, đúng không ạ? Có kênh YouTube, rồi thì chúng ta có các cái mạng xã hội khác như Instagram hay Zalo, là chúng ta phải tiếp cận rất nhiều công cụ bây giờ, hoặc là diễn đàn của khách hàng. Ví dụ như bạn bán ô tô thì bạn phải định vị thương hiệu của bạn trên ô tô fan hay là trên những cái diễn đàn về ô tô lớn. Bạn vào đấy, ví dụ khách người ta hỏi bác ơi xe của tôi thế này, xe của tôi thế kia, bạn hãy trả lời, bạn hãy giúp họ giải quyết vấn đề. Bởi vì bạn đã định vị bạn là một chuyên gia về xe hơi, chứ bạn không đơn thuần chỉ là một người sale bán hàng xe hơi. Bạn hiểu ý tôi không ạ? Vâng, thì lúc đấy cái uy tín của bạn sẽ nổi như cồn ở trên các diễn đàn như vậy, thì bạn sẽ rất là dễ có thể tiếp cận được khách hàng. Thì đấy là một số những cái lời khuyên để giúp bạn có thể định vị được bản thân và thương hiệu của chính bạn, hay còn gọi là nhân hiệu, để giúp các bạn có được cái uy tín cá nhân và uy tín về chuyên môn càng ngày càng tốt. Và hãy chịu khó tìm tòi, đọc sách báo nhiều hơn và thể hiện nó dưới những cái hình thức mà nó sáng tạo khác biệt và có cái sự đẳng cấp riêng của mình. Và tôi chỉ mong như vậy thôi. Nếu như các bạn có câu hỏi gì thì hãy email cho tôi. Nếu như có cái trao đổi gì thì hãy cho tôi biết, được không ạ? Vâng, xin chúc các bạn định vị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.